Xin chào các bác. Hôm nay thì bên em uh, xin mời các bác cùng bên em trên tay một mẫu đồng hồ mà bên em cũng đã về một vài lần rồi. Tuy nhiên thì mỗi lần về thì số lượng có hạn thì hôm nay bên em có về được 6 chiếc ở đây. Vừa về ngày hôm nay của Seiko thì hôm nay sẽ là chiếc Seiko 5 quân đội phiên bản 42mm anh em nhé. Bản Nhật nội địa xịn made in Japan. Seiko 5 quân đội thì uh, nó gồm hai phiên bản chính đó là size 37 và size 42. Thì hôm nay em có ở đây là size 42 hết anh em nhé, 6 chiếc đều size 42. Nó có 4 phiên bản xây dù và là thứ nhất là màu xanh lá cây là lục quân. Rồi màu đen là của không quân, màu vàng rơm tức là màu vàng cát là của thủy quân lục chiến và màu xanh navy là màu xanh của hải quân. Thì ở đây em đang có hai phiên bản của lục quân, tức là màu vàng rơm hay chúng ta còn gọi là màu vàng cát. Và một cái nữa đó là màu xanh navy, màu xanh hải quân thì ở đây em có tổng tất cả là 6 chiếc thì hai chiếc này là đại diện cho mỗi mỗi chiếc này nó đều có ba chiếc ba chiếc của hải quân và ba chiếc của thủy quân lục chiến thì đầy đủ hộp sổ thẻ các thứ anh em nhé hướng dẫn sử dụng này rồi đây là cái sơ sổ là cái thẻ bảo hành của 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 seiko và Nihon hôm no miyuko là chỉ có hiệu lực tại nhật thôi thế còn đây là cái hướng dẫn sử dụng của seiko dành cho cái đồng đồng hồ này đây mã của nó đây anh em này. Chiếc này là chiếc SZNZG 11 g 1 và chiếc này là ZNZG 07 g 1 thì chiếc này có mã số là 407 và cái này có mã số là 410 tức là 4 ở 410 410 Đó thì mỗi phiên bản em đều có 3 chiếc nhé Phiên bản Made in Japan Các bác chờ em một tí <laughs> Sau chiếc của video này thì nó sẽ phù hợp cho anh em nào mà đang tìm một chiếc đồng hồ size 42 Dòng đồng hồ nào mà phải nuôi đồng cối đá Đồng hồ này là dành cho quân đội mà, mà dành cho quân đội thì cái gì nó cũng phải bền, kể cả về máy móc, về vỏ thép bao bọc ở bên ngoài, rồi phần dây, dây ở đây là dây vải bố xịn của nó, có thể nói đồng hồ hỏng dây chưa hỏng đấy. Giá thì loay quanh tầm 3-4 triệu thì xin mời các bác cùng em tìm hiểu kỹ hơn về dòng này. Trước này thì thanh niên trẻ họ rất là thích anh em nhé, đặc biệt là phù hợp cho anh em trong quân đội, trong lính hoặc là mua tặng tân binh đi lính thì tuyệt vời, hoặc là các bác có thể mua tặng con trai đang đi học đại học chẳng hạn thì thanh niên trẻ họ rất thích cái mẫu kiểu như này vì nó chất bụi bặm mà và đặc biệt hơn đây là phiên bản made in japan thì chắc chắn em nghĩ nó sẽ là một món quà rất là tuyệt vời nếu mà chúng ta mua tặng cho ai đó. Về tên gọi của chiếc này thì nó là Seiko 5 quân đội uh, phiên bản 42 mm. Trên mặt đồng của nó thì các bác sẽ thấy ở góc 12 giờ chúng ta có chữ Seiko và số 5 ở giữa. Số 5 này nó là đặc biệt, rất là đặc biệt. Số 5 này nó là cái dòng đồng hồ Seiko 5 và nó tượng trưng cho năm cái chức năng. Thứ nhất là tính năng lên cót tự động, thứ hai là mức độ chống nước của chiếc này tuyệt vời, 100m. Cái thứ ba là núm chỉnh giờ ở vị trí 4 giờ hoặc 3 giờ. Và cái thứ tư đó là thiết kế làm sao để cho nó đẹp hài hòa và cái thứ năm là có tính năng hiện thị lịch ngày lịch thứ thì đó là năm cái yếu tố tạo nên một chiếc đồng hồ Seiko 5 thì nó đã gói gọn trên cái số 5 này rồi về phong cách của dòng này thì chúng ta sẽ thấy nó là phong cách rất là bụi bặm và đầy cá tính bền bỉ và đậm chất lính luôn về mặt kích thước của chiếc này xoay mặt đường kính là 42 mm dày là 11,8 mm nhé lắc tu lắc của cái này là 49 mm Độ động dây ở đây là 22 và chóp dây ở dưới này cũng là 22 luôn, dây bằng. Với đường kính 42 mm thì nó sẽ hợp với anh em tay chu vi 16 trở lên là đẹp. Tức là tay vừa và to thì nó sẽ ok. Còn tay nhỏ thì chúng ta phải đeo cái dòng 37 mm. Dòng đồng hồ này thì được Seiko trang bị kính Hartlex Crystal. Kính Hartlex Crystal thì nó có khả năng chống xước được trung bình khá thôi tức là được khoảng 7 điểm trên 10 so với lại kính sapphire của nó thì chống xước gần như tuyệt đối nó được 9 điểm trên 10 cơ. Thì dòng này nó chỉ có kính hardlex được 7 điểm trên 10 thôi. Trung bình khá. Về mặt thiết kế của chiếc này thì chúng ta sẽ thấy 12 bộ cọc số thì được sử dụng và cọc số hình arabic và được sơn luôn trên mặt đài hồ luôn. Cái màu xanh navy này thì nó có cái mặt đài hồ màu xanh navy, còn màu vàng cát này thì nó có màu Màu trắng sữa và 12 bộ cọc số thì là cọc số Arabic. Góc 3 giờ thì chúng ta có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày, lịch thứ. Góc 6 giờ đây chúng ta có chữ Automatic, 23 chân kính, 100M. Và ở dưới là chúng ta có chữ Made in Japan, sản phẩm, sản, phẩm, sản xuất tại Nhật. Đó. Ở ngoài thì chúng ta có vành atorin và ở bên đây thì chúng ta sẽ thấy là nó có dạ quang ở trên nhé. Kim giờ kim phút thì có dạ quang và 12 bộ cọc số cũng có dạ quang ở bên ngoài. Đó, các bạn có thể nhìn thấy dạ quang. Kim giờ kim phút thì nó làm tương đối là to bản. Về phần máy thì dòng này sử dụng máy caliber 7S36 với 23 chân kính, 21.600 tần số dao động và cho chúng ta 40 giờ tích cót. Trước này thì dòng 7S thì nó sẽ là dòng bình dân Với cái giá cả phải chăng nhất của dòng Seiko rồi Với cái bộ máy bình dân này thì nó sẽ không có hỗ trợ cót tay và không có dừng kim dây khi chúng ta rút núm chỉnh giờ đâu. Đây này. Và cho chúng ta 40 giờ tích cót nếu mà chúng ta đeo 8 tiếng mỗi ngày. Và khả năng chịu nước của chiếc này là 100m cho chúng ta đi mưa rửa tay tắm giặt bơi lội là ok anh em nhé. Sông pha dừng rú các thứ đi phượt đi phía các nơi là ok không vấn đề gì. Đây trên này chúng ta sẽ thấy họ ghi đầy đủ các thông số của Resistant 100m này, stainless steel thép không dỉ 7S36030, made in Japan này, Seiko Seiko Time Corporation, 7S36C 23 chân kính. Cái này cũng thế, cũng thông số y như vậy, tương tự như vậy thôi. Về phần vỏ thì chúng ta sẽ thấy được em này làm bằng vỏ thép nhám. Với độ hoàn thiện cực kỳ cao với khả năng chống dỉ sét, chống sức giam, chống oxy hóa, chống ăn mòn axit rất là tốt. Và đồng hồ của chúng ta thì miễn nhiễm tuyệt đối với lại nước biển, mồ hôi tay hay nước hoa. Để chúng ta lăn lộn bò nhảy ở bất cứ khu vực nào là chúng ta cũng yên tâm. Đó. Dây thì chúng ta sẽ thấy là em này được trang bị dây vải bố canvas rất là bền Dòng này nó là không cần tránh nước anh em nhé Trước này có size mặt 42 cho nên nó sẽ phù hợp với anh em của tay 16 trở lên anh em nhé Về ưu điểm của dòng này thì đầu tiên phải nói đến đó là bộ máy 7S36 Rất là bền bỉ và chính xác của Seiko Cái thứ hai nữa là thiết kế của nó phải nói rất là khỏe khoắn, bụi bạm, đầy chất lính Rất là bụi đó, Bụi phủi luôn cái thứ ba nữa là đầy đủ các tính năng kim giờ, kim phút, kim giây, lịch ngày, lịch thứ. Và cái thứ tư đó là dây này, rồi vỏ này. Tất cả mọi thứ đều rất là bền và nằm trên một cái tổng thể thiết kế rất là hài hòa cho chiếc đồng hồ. Và cái thứ năm nữa là giá cả rất phải chăng, chỉ có hơn 3 triệu, chưa đến 4 triệu. Và chúng ta đã có thể săn siêu và sở hữu được chiếc này. Thì nó cũng là một chiếc đồng hồ phải nói rất là ok. Sản phẩm made in Japan, hàng Nhật xịn. Về phần nhược điểm của chiếc này như em cũng đã nói rất nhiều đó là kính của nó chỉ là kính hát crystal, kính khoáng cứng thôi. Và thực tế mà nói thì dòng dưới 5 triệu thì chúng ta phải chấp nhận là kính hát crystal. Với khả năng chống xước của nó không thể tốt được bằng sapphire. Bù lại thì khi mà cái kính này của chúng ta nếu mà nó bị xước nhiều thì anh em có thể mang ra thợ và có thể đánh bóng lại khoảng một đôi trăm gì đấy, làm mới lại. Thì chúng ta lại dùng lại được 2-3 năm nữa thì nó cũng có cái hay còn sapphire thì nếu mà có xước thì chúng ta cũng cứ phải để thế vậy thôi chứ chúng ta cũng không thể đánh bóng được kính sapphire thì cái nào nó cũng có hai mặt vậy về phần giá thì trước này bên em đang có giá bán săn sale là 3 triệu 600 một chiếc và bảo hành 24 tháng hàng nhật xịn made in Japan anh em nào quan tâm những chiếc này thì hãy click vào đường link em để phía dưới của video hoặc truy cập vào website đồng hồ quang lâm.com để anh em có thể đặt được chiếc này Hiện nay thì cũng xin thông báo một chút về cái tình hình giao hàng hiện nay update ngày 16 tháng 9 năm 2020. Thì những khu vực uh, tỉnh màu xanh là đã được giao toàn tuyến. Khu vực màu xám thì uh, giao hàng cục bộ, tức là có nơi giao được có nơi không. Thế còn các cái khu vực màu đỏ, ví dụ như hôm nay là chỉ còn lại các tỉnh như Bà Rịa Vũng Tàu này, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh và Đồng Tháp là giao hàng tạm ngưng toàn tỉnh. Còn các khu vực khác ví dụ Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ là giao hàng cục bộ rồi, tức là có nơi giao được, có nơi lại không giao được anh em nhé. đó, thì bác nào mà mua ở khu vực màu đỏ này mà mua thì vui lòng là thanh toán trước cho bên em và bên em sẽ giữ hàng đến khi nào mà cái này nó thành màu xám hoặc màu xanh thì bên em sẽ ship hàng. cho các bác. Với những thông tin bên trên thì chúc các bác sẽ tìm được những chiếc đồng hồ ưng ý phù hợp với sở thích và nhu cầu. Xin cảm ơn anh em đã ủng hộ đồng hồ Quang Lâm và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.